Mỹ cạn tên lửa đánh trận vì xung đột Ukraina – Trung Đông. Tướng Ukraina thừa nhận tiền tuyến sụp đổ trước những đợt tấn công của Nga. Diễn biến tình hình chiến sự nga ukraina ngày hôm nay. EU kêu gọi người dân tích trữ hàng hóa thiết yếu đủ dùng trong 72 giờ phòng trường hợp thảm họa hạt nhân. Nga tăng mạnh chi tiêu cho quân đội Diễn biến mới từ các bên liên quan thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga Báo động tình trạng khẩn cấp ở mặt trận Ukraine Giới chức lầu năm góc và các nhà phân tích Mỹ đang lo ngại về khả năng sẵn sàng của Mỹ do không có khả năng sản xuất tên lửa mới nhanh hơn tốc độ sử dụng. Theo đó, hơn 100 tên lửa standard missiles đã được Mỹ phóng đi kể từ khi Hamas bất ngờ tấn công Israel vào hồi tháng 10 năm 2023. Giới chức Mỹ cảnh báo tình trạng thiếu hụt vũ khí phòng thủ quan trọng có thể khiến quân đội Mỹ dễ bị tổn thương trước một cuộc xung đột tiềm tàng ở Thái Bình Dương. Trên thực tế, các tên lửa đánh chặn Standa đã được sử dụng để chống lại hai cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Iran và Israel, cũng như ngăn chặn các đợt tấn công của lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen. Mỹ chưa phát triển được ngành công nghiệp quốc phòng đáp ứng được cuộc chiến tiêu hao quy mô lớn ở cả châu Âu và Trung Đông, trong khi vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn sẵn sàng chiến đấu của nước mình. Cả hai cuộc chiến này đều là xung đột kéo dài và không nằm trong kế hoạch quốc phòng của Mỹ. Chuyên gia Elia Joseph tại trung tâm Stimson nhận định, Washington không thể công khai tiết lộ sức mạnh kho dự trữ tên lửa do lo ngại vấn đề về an ninh. Các quan chức lầu năm góc cũng cho biết hiện không có kế hoạch tăng cường sản lượng tên lửa Sanda. Mỗi tên lửa này có giá lên tới hàng triệu USD. Trong khi đó, nhà sản xuất Standa Missiles cũng chỉ sản xuất tối đa vài trăm tên lửa mỗi năm, nhưng phải cung ứng cho ít nhất 14 quốc gia đồng minh của Mỹ. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Sai cho hay, trong năm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng cường năng lực trong khu vực để bảo vệ các lực lượng Mỹ và hỗ trợ phòng thủ cho Israel, cũng như luôn tính đến khả năng sẵn sàng cùng kho dự trữ của Mỹ. Tướng quân đội Ukraine, ông Dmitry Marchenko thừa nhận tiền tuyến của Ukraine đang sụp đổ. Theo ông Dmitry Machenko, nguồn cung cấp đạn dược đang cạn kiệt là một trong những lý do chính khiến tiền tuyến của Ukraine suy yếu. Quan chức này cũng cho rằng kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Zelensky đưa ra là sai lầm. Tuần này, lực lượng Nga tuyên bố chiếm được thị trấn Selidovi, nơi có dân số trước xung đột khoảng 20.000 người, nằm giữa Donetsk và Poros. Poros là một trung tâm hậu cần lớn của Ukraine và Nga đang coi đây là mục tiêu tấn công chính. Quân đội Ukraine chưa lên tiếng trước thông tin Nga chiếm được Selidovi, nhưng tướng Machenko thừa nhận rằng binh sĩ Nga đã tiến vào thị trấn. Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, họ sẽ bao vây và chiếm hoàn toàn thị trấn. Điều này sẽ giúp họ có lối thoát chiến thuật đến Poros. Đây là kịch bản tồi tệ đối với chúng tôi, ông nói. Tướng Machenko nổi lên vào năm 2022 với tư cách là chỉ huy lực lượng Ukraine bảo vệ Mykolaiv và sau đó giúp quân đội nước này giành quyền kiểm soát thành phố Kherson. Ông Machenko cho rằng sở dĩ các đơn vị Ukraine trên tuyến đầu suy yếu là do họ thiếu đạn dược, không được thay thế lực lượng trong thời gian dài và sự lãnh đạo kém của đội ngũ chỉ huy. Quan chức này cũng cho rằng kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky tập trung quá nhiều vào việc cầu xin các đồng minh phương Tây hỗ trợ thêm. Kế hoạch này thiếu đánh giá hiện tại về tình hình của Ukraine cũng như không nói đến nhu cầu của chúng tôi, ông Machenko nói. Tổng thống Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu nhưng phần lớn đã bị bác bỏ vì họ coi đó là danh sách mong muốn của Ukraine về vũ khí phương Tây thay vì một kế hoạch tổng thể để đánh bại Nga. Một chỉ huy quân đội Anh, người huấn luyện binh lính Ukraine cho biết, quân đội Ukraine và các chỉ huy của họ đã gặp rất nhiều khó khăn để thích nghi với chiến thuật và vũ khí của NATO. Mặc dù họ đã nhận được nhiều loại vũ khí và đạn dược của NATO và phương Tây, nhưng họ vẫn chưa thể thích nghi với chiến thuật của phương Tây. Chỉ huy này phát biểu, Việc một tướng cấp cao của Ukraine thừa nhận tiền tuyến đang sụp đổ là điều rất hiếm hoi. Trong khi đó, đánh giá từ các quan chức phương Tây ngày càng trở nên bi quan về cơ hội Ukraine giành chiến thắng trước Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết lực lượng Nga đã có những bước tiến có ý nghĩa về mặt chiến thuật dọc theo tiền tuyến trong vài tuần qua. Tốc độ tiến quân của Nga tại Ukraine đã gia tăng trong những tuần gần đây, nhưng vẫn chậm và phù hợp với xung đột cục bộ hơn là với hoạt động cơ giới hóa nhanh chóng những bước tiến nhanh chóng của Nga vào sâu trong lãnh thổ Ukraine, chẳng hạn như việc chiếm giữ một số khu vực ở Chernihiv, Sumy và Kharkov, là nhiều hoạt động cơ giới hóa vốn là đặc trưng của những tháng đầu tiên trong cuộc xung đột. Còn những bước tiến gần đây của Nga được đặc trưng bởi chiến thuật cục bộ, quy mô nhỏ. Người phát ngôn lực lượng phòng thủ miền Nam của Ukraine, ông Vadislav Volosin cho biết, Nga đang thành lập thêm các nhóm tấn công nhỏ gồm tối đa 13 người. Tại mỗi khu vực trên tiền tuyến, đối phương triển khai lực lượng theo kế hoạch của họ. Ở một số nơi thì họ tăng cường lực lượng, còn ở những nơi khác họ duy trì phòng thủ. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao và bên nào duy trì được nguồn lực, bên đó sẽ có lợi thế. Trong khi Nga đảm bảo được nguồn cung cấp đạn dược từ các đối tác như Iran, thì Ukraine phàn nàn rằng các đối tác phương Tây đã quá chậm trễ trong việc chuyển giao đạn pháo và tên lửa đã hứa. Ngoài vũ khí, Ukraine cũng đang phải đối phó với tình trạng thiếu binh sĩ trầm trọng. Họ đã trao cho những người tuyển dụng quân sự nhiều quyền lực hơn và thắt chặt luật pháp, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Ông Stanislav Karakzenko, một quan chức trong tòa án tối cao của Ukraine cho biết, ngày càng có nhiều trường hợp đào ngũ trong quân đội cũng như việc các binh sĩ không tuân theo mệnh lệnh. Ông Karajenko không cung cấp số liệu cụ thể về những trường hợp vi phạm, nhưng cảnh báo rằng tình hình rất nguy hiểm. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Oleksandr Livinenko thông báo rằng nước này có kế hoạch tuyển thêm 160.000 binh sĩ. Điều này sẽ cho phép các đơn vị quân đội đạt 85% công suất. Vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào về vấn đề này. Nhưng ông Livinenko cho biết thêm tổng cộng 1 050.000 công dân đã được tuyển vào quân đội. Việc huy động binh sĩ là chủ đề được các quan chức Ukraine thảo luận trong nhiều tuần. Các phương tiện truyền thông đưa tin trước đó rằng Ukraine đặt mục tiêu huy động khoảng 200.000 người vào cuối năm nay. Sau đây, mời quý vị cập nhật những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Nga tập kích phá hủy xe thiết giáp chở quân Ukraine tại Kursk. Nga cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy một xe bọc thép chở quân VAB của Ukraine do Pháp sản xuất tại khu vực Kursk. Tuyên bố trên Telegram, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết, Nga đã triển khai máy bay không người lái tự sát, phá hủy chiếc xe bọc thép chở quân VAB của Ukraine do phương Tây cung cấp. Video quay từ hiện trường cho thấy, sau khi xác định được mục tiêu, chiếc UAV đã lao nhanh vào phương tiện khiến nó bốc cháy. Ông Zelensky nói sẽ không bao giờ chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga. Tổng thống Zelensky cho biết quân đội lực lượng Ukraine chưa bao giờ có ý định chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk thuộc tỉnh Kursk của Nga nơi Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào hồi đầu tháng 8. Nếu chúng tôi muốn chiếm nhà máy điện hạt nhân của Nga thì chúng tôi đã làm điều đó rồi. Chúng tôi có đủ khả năng chiếm nhà máy này, nhưng hành động ấy khiến Ukraine không khác gì Nga. Ông Zelensky nói, khẳng định sẽ không chiếm giữ cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương như cách mà Nga đã làm với nhà máy điện hạt nhân Japorichia. Liên Hiệp Quốc quan ngại trước thông tin Triều Tiên triển khai quân sang Nga Trước thông tin cáo buộc Triều Tiên triển khai quân trên lãnh thổ Nga, một quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc cho biết tổ chức này quan ngại sâu sắc về động thái đó. Ông cho biết xung đột leo thang ở Ukraine sẽ chỉ khiến gia tăng nỗi thống khổ và sự chia rẽ địa chính trị sâu sắc hơn. Miroslav Jenka, trợ lý cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về châu Âu, Trung Á và châu Mỹ, lưu ý rằng tổ chức của ông không có thêm chi tiết nào về cáo buộc Triều Tiên đưa quân tới Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng Liên Hiệp Quốc không ở vào thế có thể kiểm chứng hoặc xác nhận các tuyên bố hoặc báo cáo liên quan đến cáo buộc triển khai quân Triều Tiên nói trên. Tổng thống Ukraine thất vọng về vụ do dỉ thông tin mật trong kế hoạch chiến thắng Tổng thống Zelensky bày tỏ thất vọng về việc các thông tin mật trong kế hoạch chiến thắng của ông bị do dỉ cho báo chí phương Tây, bao gồm việc ký đề nghị Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine đầu tuần này tờ New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay tổng thống Zelensky đã đề nghị Mỹ triển khai tên lửa Tomahawk tại Ukraine như một phần của gói phi hạt nhân trong kế hoạch chiến thắng của ông. Các nguồn tin của New York Times cũng mô tả yêu cầu của Kyiv là hoàn toàn không khả thi. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.400 km hoàn toàn có khả năng tấn công các mục tiêu xa tới tận dãy núi Urans của Nga. Nga tiết lộ chìa khóa hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố sẽ không có cuộc đàm phán nào có thể diễn ra trừ khi Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và rút quân khỏi các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát. Hàn Quốc xem xét gửi lực lượng tới Ukraine để theo dõi quân Triều Tiên Một quan chức thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo rằng Hàn Quốc đang xem xét gửi một đội giám sát viên quân sự sang Ukraine để theo dõi và phân tích khả năng Nga triển khai quân Triều Tiên tại tiền tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Lý do Mỹ cung cấp hàng nghìn xe bọc thép Humvee loại biên cho Ukraine Trong gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, Mỹ dự định cung cấp khoảng 2.000 xe bọc thép quân sự đa năng có tính cơ động cao Humvee. Theo giới phân tích, việc chuyển giao những phương tiện này với số lượng lớn có thể mang lại lợi thế bất ngờ cho Ukraine. Không chỉ là phương tiện thay thế, xe Humvee còn phù hợp với chiến lược phòng thủ hiện tại của Ukraine. Các tuyến phòng thủ của Ukraine kết nối một số thị trấn và thành phố chủ chốt, trong đó có thành phố Kharkov, Chasipja và Svatovy. Trong môi trường đô thị, xe tăng và pháo binh thường hoạt động kém hiệu quả, buộc quân đội phải tham gia vào cuộc chiến đấu bằng cách sử dụng máy bay không người lái. Vừa qua, cựu Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto cho biết sáng kiến này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm giúp khối này kiên cường hơn trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng, từ thảm họa thiên nhiên đến xung đột quân sự lớn. Báo cáo khuyến khích các hộ gia đình EU tích trữ hàng hóa tự cung tự cấp cơ bản có thể dùng trong ít nhất 72 giờ vì lo sợ tình trạng thiếu hụt tiềm ẩn trong trường hợp xâm lược vũ trang thông qua các biện pháp thông thường hoặc các hoạt động thủ địch khác như tấn công mạng hoặc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ hoặc hạt nhân. Đầu năm nay Brussels đã giao nhiệm vụ cho cựu tổng thống Phần Lan đánh giá nhu cầu an ninh của EU sau khi xung đột ở Ukraine leo thang, đặc biệt là để ứng phó với các hoạt động hỗn hợp ngày càng gia tăng của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại buổi trình bày báo cáo rằng một cú nhấp chuột có thể tắt lưới điện và khiến cả thành phố chìm trong bóng tối. Tài liệu này cũng kêu gọi EU tăng cường quốc phòng và chi khoảng 20% ngân sách chung, hiện có giá trị khoảng 1.000 tỷ euro, tương đương với 1,08 nghìn tỷ đô la trong 7 năm cho an ninh và phòng ngừa khủng hoảng. Ông Ninisto cho biết các quốc gia thành viên nên tăng cường hợp tác về quốc phòng châu Âu, cùng nhau đầu tư nhiều hơn để thu hẹp khoảng cách lâu dài trong sự sẵn sàng của quân đội và công nghiệp quốc phòng của chúng ta, đồng thời nhắc lại cam kết của EU về việc cung cấp viện trợ cho Ukraine trong dài hạn. Cựu lãnh đạo Phần Lan cho biết khối này cũng cần thiết lập một mạng lưới chống phá hoại để chống lại các mối đe dọa thông qua việc chia sẻ thông tin nhiều hơn, đồng thời nêu ra những lo ngại ngày càng gia tăng về các mối đe dọa từ Nga. Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý rằng, do các nước thứ ba thù địch, đặc biệt là Nga, ngày càng sử dụng nhiều biện pháp phá hoại, nên đây là lĩnh vực mà an ninh nội bộ và an ninh quân sự có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ninisto cũng thúc giục tăng cường từng bước các cơ cấu tình báo của EU hướng tới một cơ quan hoàn chỉnh của EU về hợp tác tình báo. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh phương Tây đưa ra cảnh báo về các kế hoạch bị cáo buộc của Nga nhằm tấn công Tây Âu nếu nước này giành được chiến thắng trước Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ các cáo buộc này là vô nghĩa. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng mô tả các cáo buộc này là những câu chuyện kinh dị và cho rằng chúng được các nhà lãnh đạo phương Tây bịa ra để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người khỏi các vấn đề ở chính quốc gia của họ. Bộ trưởng Tài chính Anto Siluanov cho biết, chính phủ Nga đang tìm cách phân bổ lại 7.000 tỷ rúp trong dự thảo ngân sách 3 năm và chi thêm tiền cho quân đội. Dự thảo quyết định phân bổ 13,5 nghìn tỷ rúp cho quân đội vào năm 2025, chiếm 1 phần 3 tổng chi tiêu và 6,3% GDP. Những sửa đổi mới cho thấy con số này có thể ở mức cao hơn. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng của Nga gấp đôi chi tiêu xã hội. Bộ trưởng Tài chính Nga Atosiluanov cho hay chính phủ chuẩn bị khoảng 900 điểm sửa đổi cho dự thảo. Phần quan trọng của những sửa đổi này nhằm mục đích bảo đảm hoạt động quốc phòng và an ninh đất nước, bao gồm việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Siluanov nhấn mạnh. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Nga cũng đề cập đến hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Hiện tại dự thảo đã được Hạ viện Nga thông qua 6 lần đệ trình đầu tiên. Hồi đầu tháng 10, Nga cũng quyết định dành 145,5 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2025, trong đó 18,2 tỷ USD được sử dụng nhằm đảm bảo hoạt động của lực lượng vũ trang, cơ quan an ninh quốc gia và thực thi pháp luật cùng đơn vị quân đội khác của Nga vào năm 2025. Đến năm 2026, con số này tăng lên 18,7 tỷ USD và 19,2 tỷ USD vào năm 2027. Phân bổ ngân sách cho phần quốc phòng lên tới 145,5 tỷ USD vào năm 2025 và 137,5 tỷ USD trong năm 2026, đến năm 2027 là 140,7 tỷ USD, dự thảo nêu rõ. Những khoản chi tiêu quốc phòng khác bao gồm xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng giao thông, phúc lợi xã hội cho quân nhân, trợ cấp của chính phủ cho một số công ty công nghiệp quốc phòng cũng như chăm sóc sức khỏe, hợp tác quân sự và kỹ thuật với các quốc gia khác cùng thời điểm, Điện Kremlin công bố xác lệnh của Tổng thống Nga Putin, trong đó quy định quân số chiến đấu tối đa của lực lượng vũ trang Nga tăng thêm 180.000 người lên 1 triệu 500.000 binh sĩ. Xác lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Cả Mỹ, Ukraine và Nga những ngày qua đều có các phát ngôn quan trọng liên quan đến thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga. Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Hàn Quốc và các bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Hàn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng quân Triều Tiên được triển khai tới tỉnh Kursk của Nga có thể sẽ chiến đấu với Ukraine trong những ngày tới. Theo lời ông Blinken, thì hiện có 10.000 binh sĩ Triều Tiên ở Nga, trong đó có tới 8.000 quân ở khu vực Kursk. Cũng theo ông Blinken, Nga đã huấn luyện binh lính Triều Tiên về pháo binh, máy bay không người lái UAV và các hoạt động bộ binh cơ bản, cho thấy Moscow hoàn toàn có ý định sử dụng lực lượng này trong các hoạt động ở tiền tuyến. Ngoại trưởng Blinken lưu ý rằng nếu tham chiến, quân Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp. Chúng tôi vẫn chưa thấy những binh sĩ này chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine, nhưng chúng tôi dự kiến điều đó sẽ xảy ra trong những ngày tới. Ông Blinken nói, cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết sẽ công bố khoản viện trợ an ninh mới cho Ukraine trong những ngày tới. Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky đã chỉ trích một số đồng minh của Kiev vì không lên tiếng trước thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng phản ứng yếu ớt như vậy sẽ chỉ khuyến khích Nga tăng cường đội ngũ hơn mà thôi. Tổng thống Nga Putin đang kiểm tra phản ứng của phương Tây và tôi tin rằng sau tất cả những phản ứng này, ông Putin sẽ quyết định và tăng cường đội ngũ. Phản ứng của phương Tây hiện nay gần như bằng không, ông Gursky nói. Cho đến thời điểm này, Moscow và Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga. Cả Moscow và Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về phát ngôn của ông Blinken liên quan thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga. Song, trong ngày 31 tháng 10, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại rằng, hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên bao gồm hợp tác trong mọi lĩnh vực, không làm sợ hãi hay lo ngại bất kỳ ai. Chúng tôi vẫn cam kết với hiệp ước đã ký và với lợi ích của chúng tôi trong việc phát triển quan hệ với nước láng giềng trên mọi lĩnh vực. Điều này không làm ai sợ hãi hay lo ngại. Cả Triều Tiên và Nga đều có chủ quyền trong việc thúc đẩy quan hệ với tư cách là quốc gia láng giềng, ông Peskov cho hay. Ngày 25 tháng 10, Tổng thống Nga Putin cũng lên tiếng rằng Moscow và Bình Nhưỡng có quyền tự do quyết định cách thức viện dẫn điều khoản hỗ trợ quân sự trong hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện. Đây sẽ là quyết định có chủ quyền của chúng tôi về việc có nên đưa điều gì đó vào thực tế hay không, cũng như cách thức và địa điểm thực hiện. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng hai nước có thể tập trận, huấn luyện và chia sẻ một số kinh nghiệm nhất định và lưu ý đây hoàn toàn là việc của riêng chúng tôi. Về phía Triều Tiên, trong phát ngôn mới nhất, Triều Tiên khẳng định rằng bất kỳ động thái nào của Bình Nhưỡng đều sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế. Cụ thể, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-il nói rằng Bộ Ngoại giao Triều Tiên không trực tiếp tham gia các vấn đề do Bộ Quốc phòng xử lý. Nhưng lưu ý rằng, nếu có điều gì đó mà giới truyền thông thế giới đang nói đến, tôi nghĩ đó sẽ là một hành động tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Ukraine đang mất đi các khu vực đông dân cư mỗi ngày và chính quyền Kiev không thể làm bất cứ điều gì về điều đó. Sĩ quan lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời là cựu tổng công tố nước này, ông Yuri Lutsenko cho biết. Ông Lutsenko lưu ý, tất cả chúng ta đều sống dưới áp lực của những báo cáo hàng ngày rằng người Nga đã chiếm đóng một khu vực khác, một khu vực đông dân cư khác, Tất cả chúng ta đều thấy rằng chính quyền không phản ứng với điều này dưới bất kỳ hình thức nào. Theo biên chức này, sóng phát thanh của Ukraine tràn ngập mọi thứ ngoại trừ thông tin về tình hình thực tế. Ông kết luận tình hình đã phát triển từ mức nghiêm trọng hơn đến mức mà tướng Machenko gọi là sự sụp đổ của mặt trận. Đây là báo động mới nhất, Trước đó ngày 29 tháng 10, Đại tướng quân đội Ukraine Dmitry Marchenko cho biết mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine đã sụp đổ trước sự tấn công dữ dội của lực lượng vũ trang Nga do mất cân bằng trong kiểm soát, nhân sự mệt mỏi và thiếu quân dự bị. Vào ngày 31 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc nhóm quân Vostok đã giải phóng làng Yasnaya Poliana ở Cộng hòa Donetsk. Ngày 30 tháng 10, quân đội Nga đã chiếm đóng Karolikoka ở vùng Kharkov. Một ngày trước đó có thông tin về việc giải phóng các khu định cư Goniak, Katerinika, Dobrovoly và Selidovo ở Donetsk. Đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.